Theo cáo trạng, Khu Minh Khoa, sinh năm 1995, ngụ huyện Thạnh Sơn, tỉnh An Giang, nhặt được 7 viên đạn trong quá trình sửa chuồng gà bên nhà vợ. Khoa bỏ vào bao thuốc lá cất giữ. Đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, Khoa làm tài xế chở người chủ xe đi đến ấp Tà Keo Ngọn, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Khoa mang 7 viên đạn cất giấu trong hộp xe phía ghế trước với mục đích là tìm nơi chế tác trang sức bật lửa. Lúc này, công an thành phố Rạch Giá bắt tụ điểm đánh bạc ăn tiền và tiến hành kiểm tra xe ô tô do Khoa làm tài xế thì phát hiện 7 viên đạn nên công an thu giữ. Số đạn trên được xác định là vũ khí quân dụng. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Khu Minh Khoa 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.